Tôi cho con hỏi có lần sư kể chọn xuất gia chùa Nam Tông vì chùa đó là chùa quen thuộc của nhà sư. Về việc sư chọn theo Theravada, Theravada là do trước đó đã tìm hiểu và biết Phật giáo Nguyên Thủy mới đúng là lời Phật dạy, còn Đại Thừa thì không phải. Hay do sư có duyên xuất gia vào chùa Nam Tông nên theo Theravada luôn. Cái này thì sư đã nói rồi, nói rất là nhiều rồi. Và sư tránh, như sư nói ngay từ đầu, sư tránh quý vị có cái hiểu sai về hệ phái, hiểu sai về hệ phái. Bản thân cái hệ phái đó chưa nói năng lên được cái gì đâu, cái quan trọng là cái con người đó họ thực hành nó có đúng hay không. Nó như thế này, sư nói là một lần mà sư không nghĩ là sau này là sẽ có người họ lại hỏi thêm một lần nữa. Tại vì sư thì sư không thích một việc mà mình cứ nói đi nói lại hoài. Khi mà sư có cái suy nghĩ mà đi xuất gia đó, trước đó là sư đã khảo sát các cái ngôi chùa và xem có cái ngôi chùa nào đó mình có thể xuất gia. Và ban đầu thì sư sau khi mà có được một bản danh sách rồi đó, thì sư xin sư lên chùa Nam Tông ngay ngôi chùa này, sư lên vào buổi trưa. Và sư xin xuất gia, nhưng mà trước đó thì sư có xin phép sư cả rồi, nhưng mà cái hôm sư lên á thì sư không có hẹn trước, cho nên là sư cả đi cam, chưa có về. Và ở chùa đó thì không có dám nhận, sư không có dám nhận bởi vì không liên lạc được với sư cả, ở chùa không có dám nhận. Sư thì sư ở đến chiều tối để chờ coi có sư cả về hay không, nhưng mà rốt cuộc thì không có gặp được. Cho nên là sư lúc đó thì hết tiền trong túi rồi, sư chỉ còn cái tiền để bích thôi. Lúc đó thì sư nhớ là trong túi còn mấy ngàn bạc, chưa tới 10.000. Thì ăn trưa thì hình như là chỉ không có dám ăn mà. Rồi sư mới đón xe buýt. Lúc đó sư không muốn về nhà nữa, có đón xe buýt đi đến nhà của một anh bạn đạo mà quen hồi đi chùa. Thì cho nên là sẵn sư nói luôn là sau này ai mà có cái ý định xuất gia đó thì cũng tránh cái trường hợp mà như sư đó, là mình cầm một cái số tiền chỉ đủ mình đi tới cái chỗ đó thôi, sau đó là mình không còn đồng xu cắt bạc nữa hết thì nó cũng kẹt. Tại vì có một số vài trường hợp mà cái nơi đó họ không nhận mình đó rồi thì sao đấy. Thì sư quay về cái nhà của cái anh bạn bạn đạo, và anh này chở sư ra bến xe và hỗ trợ sư liên hệ với một cái ngôi thiền viện ở Đà Lạt. Thiền viện này thuộc Thiền Tông đấy. Khi mà sư lên đó thì anh cho hai phần, một phần vé đi một phần vé về, trong trường hợp mà ở trên đó không nhận thì còn có tiền vé đó mà đi thêm một nơi nữa. Thì quả thật như vậy, lên tới trên đó, mặc dù ở trên đó hồi trước tập tu ở trên đó rồi thì ở trên đó nhận, nhưng mà lần này lên xin ở lại xuất gia thì trên đó lại không nhận, trên đó lại không nhận. Và phải đi về một lần nữa, đi về. Và một lần này thì sư lại mua cái vé xe và xin ở lại một cái thiền viện ở Vũng Tàu.
là khi mà xuống với thiền viện á, thì xuống tới nơi á, thì khoảng cỡ 4 giờ sáng, nhớ khoảng 4 giờ sáng thì bước vào cổng thiền viện, thì cũng may là cái vị tri khách ở đó đó nhận và cho ở lại. Sau khi mà sư ở đó tập sự một thời gian tìm hiểu, thì có cũng được học cái giới sa di giới đó, để mà chuẩn bị xuất gia đó. Thì sư khi đó có nhiều vấn đề lắm, có nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như có một vị giảng sư rất là nổi tiếng ở đó. Một hôm mà khi vị đó giảng, vị đó nói là một cái câu mà sư hết hồn, đó là các vị sau khi mà thọ đại giới tỳ kheo, sau đó là xả giới tỳ kheo để mà thọ lại Bồ Tát giới, sư hết hồn. Bởi vì trước khi mà quyết định đi xuất gia thì có tìm hiểu và sư thấy là Bồ Tát giới không phải là do Đức Phật chế định, không phải do Đức Phật chế định. Mà như vậy đó, mình thọ đại giới do Đức Phật chế định, rồi mình lại xả, mình không thọ đại giới nữa mà mình lại đi thọ cái giới không phải do Đức Phật chế định, thì như vậy là mình không còn là một vị tỳ kheo. Cái đó là một cái làm cho sốc, và nó khiến cho sư khi đó đó đã có suy nghĩ là mình không muốn xuất gia ở đây. Tại vì nếu như xuất gia ở đây mà mình không phải là tỳ kheo thì mình đắp y như vẫn đắp y tỳ kheo, mình không phải là tỳ kheo thì chẳng khác nào mình mạo danh tỳ kheo. Rồi như trong trường hợp rồi lại thêm một lần nữa, đó là sau khi mà ra hạ đó, các cái vị ra hạ thì có thưa với cái vị hòa thượng trụ trì, thì những cái gọi là kinh pháp đó, thì vị trụ trì mới nói là tôi đâu có cần mấy thầy kể cho tôi nghe là vẫn nhổ cỏ rồi hành hành thiền đều đặn như là trước khi vào hạ, tại vì mấy cái thứ đó thì trước khi mấy thầy vô hạ mấy thầy vẫn làm. Cái tôi quan trọng đó là mấy thầy có được cái sở chứng gì hay không, đó mới cái quan trọng. Thì có thể cái ý của vị này nói như thế nào thì mình không biết, nhưng mà sư có suy nghĩ như thế này: giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Mà nếu như mình không có giới đó thì định ở đâu ra mà có chứng cái này chứng cái kia. Thì những cái mà mình nói thì mình chỉ nói miệng thôi, nói miệng rất là giỏi, thì gọi là bàn thiền tợ thánh trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không chưa thành vô ngã. Mình nói thiền thì nói rất là hay, nói rất là hay, nhưng mà thực tế thì mình làm không có tới đấy. Thì như vậy thì cái đời tu mình nó đâu có ý nghĩa, thì đó lại là một lý do nữa đấy. Rồi trong một lần khi mà sư đang lao tác á, thì nói chuyện với một cái anh cũng là tịnh nhân cư sĩ ở trong chùa đó, thì lúc đó sư mới chợt nhớ đến một chuyện, đó là nghe nói các cái vị mà đi khi mà qua miếng ở những ngôi chùa mà nghiêm trì giới luật, thì chỉ có những cái vị mà Nam Tông á, thì mới trụ nổi thôi, chứ còn ngoài ra những cái vị khác thì trụ không nổi, tại vì giữ đúng giới nó rất là khổ, rất là khó. Thì như vậy thì sư có cái suy nghĩ là như vậy thì như là mấy sư Nam Tông thì về cái vấn đề giới luật á, thì nó nghiêm túc hơn. Và trong cái quá trình sinh hoạt thì sẽ nhận ra một điều, đó là ở Phật giáo Nam Tông ít nhất cái việc mà anh giữ giới đó nó không bị kỳ thị. Quý vị nghe nó kỳ, ít nhất là ở Nam Tông cái việc mà mình tu mình giữ tỳ kheo giới sa di giới không bị kỳ thị. Còn ở một số nơi
để sư tránh phiền phức thì sư không có nói tên. Ở một số nơi đó, cái việc mình giữ giới đó bị kỳ thị, bị coi là chấp. Và chính bởi vì như vậy đó, thì nó lại thêm một cái vấn đề nữa để mà suy nghĩ là nên xuất gia năm tông. Rồi khi có nhiều vấn đề, ví dụ như là sư thấy là có một vài thầy trồng cây á, thì cỏ thì nó rất rất là đẹp, nhưng mà quý vị biết là cỏ thì mình phải cắt nó mới đẹp, chứ còn cỏ mình không cắt thì nó đâu có đẹp, nó thành nó bề bộn. Và sáng thì sư có trách nhiệm là sư quét lá, sư cào lá ở những cái bãi cỏ đó. Thì khi mà sư cào bãi cỏ, sư rất để ý, bởi vì biết là ở trong đó, bởi vì chính bản thân mình cào, mình biết trong đó có rất nhiều con này con kia nhiều lắm. Tại vì mình khi mà mình quét lá rồi mình cào cỏ thì mình thấy là nó nhảy tùm lum mà đấy. Rồi hôm vào một buổi sáng, tôi mở mắt ra và thấy một thầy cầm cái máy cắt cỏ lia, hết hồn, bởi vì mình biết khi mà lia như vậy nhiều con chết lắm, nhiều con chết lắm. Rồi khi mà thấy nhiều vị là thì mình nghĩ là tại sao cái lời nói và cái sự thực hành nó không có đi đôi với nhau. Rồi khi mà sư thấy là nhiều vị trồng rau trồng cây, thì các vị đó vẫn dùng thuốc trừ sâu. Và quý vị biết là chỉ riêng cái việc mà cào cuốc đất đã có nhiều con chết rồi, rồi làm thuốc trừ sâu cũng có nhiều con chết nữa. Trong khi đó sư nghiên cứu rất là kỹ giới luật, thì một vị tỳ kheo thứ nhất là không có được đào đất, không có được trồng trọt, không có được nhổ cắt lá, thậm chí là cây trái cũng không có được hái nữa. Trong khi đó nếu như mà một cái thịt đó, mà nó hợp lệ đó, thì Phật không có cấm. Tự nhiên suy nghĩ tại sao mình muốn tránh làm một việc là Phật không cấm, tức là ăn thịt Phật không có cấm, nhưng mà để mình tránh cái chuyện mà Phật không cấm đó, mình lại phạm một loạt giới mà Phật cấm, từ cái chuyện đào đất, trồng cây, phun thuốc trừ sâu, thu hoạch. Mình phạm một loạt những cái giới Phật cấm chỉ để tránh một việc Phật không cấm. Thì đó là thêm một vấn đề nữa. Sau đó, khi mà sư học cái giới sa di giới để chuẩn bị xuất gia ở ngôi chùa Bắc Truyền, trong đó ngoài cái phần giới kệ ra, thì nó còn có những cái câu chú, những câu thần chú mà sư thì sư nghĩ cái câu chú đó, thì mình phải hiểu. Sư kỵ cái chuyện là mình đọc mà mình không hiểu á, phải hiểu. Mà cái chú này ở đâu ra? Chú này vốn dĩ là cái từ tiếng Phạn, mà tại sao á Phạn mình lại âm nghĩa âm âm cái âm nó ra mà mình lại không có dịch, và thậm chí mình cũng không có hiểu? Thì sư lại nghĩ ở các ngôi chùa Nam Tông thì ít nhất cái từ Bali đó, từ Bali hiểu được, và mình đọc mình có thể hiểu được, thì tại sao mà mình lại từ đó sư phải nói là có sự bài xích đối với chú thuật, có sự bài xích đối với các câu chú, trong khi đó nếu mà học Bali thì có thể hiểu nghĩa được. Đó là thêm một vấn đề nữa khiến như sư có khuynh hướng Nam Tông. Rồi khi sau đó sư đọc cái quyển Mi Tiên Vấn Đáp, bản dịch người giới nghiêm, và khi sư đọc như vậy đó, sư vỡ òa, mới hiểu không? Thì ra
Thì ra là như vậy. À, nó rất là rõ ràng, và chứ nó không có phải là mờ mịt để rồi cho ăn một cái bánh vẽ vẽ ra một cái gì đó nó rất là mờ mịt, mà mình phải không hiểu được nó, mình phải nói làm sao cho người ta không hiểu thì người ta mới theo. Thì tự nhiên cái đó sư không có thích, sư thích cái gì nó rõ ràng đúng. Đây là con đường thực hành này, con đường thực hành đưa đến giải thoát là đây chứ không phải là đâu, nó rất là rõ ràng. Và do đó là sư nảy sinh cái ý là muốn về tu theo Phật giáo Nam Tông đấy. Và khi sư có suy nghĩ như vậy đó thì nó lại có vấn đề nữa là suốt cái thời gian mà làm tịnh nhân cư sĩ thì tiền ở đâu ra. Như sư nói ngay từ đầu đó, tiền chỉ đủ đi xe tới tới cái thiền viện này là hết rồi, không có tiền. Khi mà sư ưu tư như vậy thì sáng ngày hôm sau, cái vị thầy tri khách đó, hướng dẫn là sáng hôm nay con qua cái phòng hương nhũ đường á, dọn ở bên đó để có khách. Thì khi mà sư dọn như vậy đó thì có những vị thí chủ đến thì thấy tịnh nhân cư sĩ, tự nhiên là họ thương, họ cho tiền. Nhờ như vậy là có tiền đi xe. Và sư xin phép và sư đi về. Rồi sau đó thì về nhà thì ở nhà thay đổi thái độ, vì trước đó sư đi là sư trốn đi mà, nhà thay đổi thái độ thì mới có suy nghĩ là bây giờ mà cản không cho nó đi á, rồi nó đi thì mình không biết nó ở đâu. Nhưng mà nếu như mà mình chọn chùa cho nó tu á, ít nhất mình còn biết nó ở đâu đấy, cái kiểu như vậy. Chùa ở nhà thì cũng thương con thương cháu, cho nên là thay vì để cho nó tự nó bỏ đi thì mình không biết nó ở chỗ nào. Nhưng mà thay vì như vậy thì thôi, mình gửi gắm nó, thì ít nhất mình còn biết nó ở chỗ nào, thì mới đưa ra một vài cái nơi. Thì trong đó thì có chùa Nam Tông ở đây, và sư chọn chùa Nam Tông ở đây. Cái vấn đề nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và trước đó đó, sẵn sư nói luôn, cho đến thời điểm mà sư đi về đó, sư đi về thì sư vẫn rất là mê bộ Pháp Hoa. Và sư dự định là mình phải học thuộc cái bộ Pháp Hoa trước khi mình thọ giới Nam Tông. Và cái nhân duyên là cái hôm mà vào cái mùa dân y á, nó có những cái vào cái mùa dân y thì đúng là do khi mà mình có cái lòng xuất gia thì mình có những cái hướng tâm mình sẽ hướng đến cái sự xuất gia. Khi mà dân y thì thấy cái lá y ông sư phơi ở chùa Phước Sơn, phơi ở ngay chùa trên đường đi đi ngang cốc với ông sư, thì thấy lá y đang phơi thì mình tự nhiên là mình có suy nghĩ là không có cái đồ nào nó đẹp như cái đồ này. Thật sự cái đồ đẹp nhất là cái tấm y ông sư. Và khi mà dân y vào cái mùa dân y như vậy sẽ đi rất là nhiều chùa, và nguyện là nếu như mà cái phước của con mà không cho con xuất gia được á, thì con xin cho con chết luôn ở đây đi. Còn nếu như á, mà con không có chết á, thì có nghĩa là cho xin cho cái phước này nó là duyên để cho con xuất gia, để cho con có thể xuất gia được. Đấy. Rồi sau đó thì sư được một vài vị sư giúp đỡ rất là nhiều để mà chọn đấy, và cuối cùng thì chọn cái ngôi chùa Nam Tông. Và sẵn sư nói trong cái mùa dưỡng y ấy, thì nó có một cái vấn đề như vậy. Sư cũng bây giờ cho tới bây giờ sư vẫn rất là biết ơn cái anh mà Giả Quỳ và Nguyên Trang. Tại vì khi mà lên cái xe, trên một cái chuyến xe đi về chùa Tâm Thành ấy, trên cái chuyến xe đi về chùa Tâm Thành thì mấy anh bạn đạo nói chuyện với nhau, thì lúc đó sư cũng đâu có biết ai với ai. Ngồi nghe thì nghe nói cái lớp mà giáo lý sư Giác Nguyên á,
rất là hay, mà chửi thì cũng rất là thấm. Thì sư để ý, sư để ý cái tên đó. Thì khi mà sư về thì sư tìm và sư theo cái lớp giáo lý sư Giác Nguyên, và sư bắt đầu học trường bộ. Và khi mà sư bắt đầu học trường bộ thì mới thấy là à, chánh pháp là đây, chánh pháp là đây. Và lúc đó là dẹp luôn cái kinh Pháp Hoa qua một bên, quên luôn, quên hẳn luôn, dẹp để qua một bên và thấy là chánh pháp mới là đây nè. Đấy, thì cho nên sư nói là có rất là nhiều những cái nguyên nhân. Đấy, thì sư mong là sư chia sẻ một lần này thôi, mà bữa sau thì không phải gặp lại những câu hỏi như vậy, bởi vì không cần thiết là một chuyện mình cứ kể đi kể lại thì nó cũng kỳ và nó tốn thời gian.